dự báo lượng khách tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất tìm nhiều biện pháp giảm ùn ứ dịp lễ 2 tháng 9. Các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp, người dân tranh thủ nghỉ lễ sớm. Đang mùa tuyển sinh nhưng nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nơm nớp lo tuyển không đủ chỉ tiêu. Hiếu Nghĩa và Thư Đình kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chuyện trưa 12 giờ. Thưa quý vị, từ ngày mai thì nhiều người trong chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài 4 ngày. Vâng, ngay lúc này, những thông tin về giao thông đi lại dịp nghỉ lễ hẳn là quý vị đang quan tâm. Chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chiều qua, một cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều tuyến đường ở nội và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh bị ngập cục bộ. Bên cạnh đó ghi nhận ngập sâu và kéo dài xảy ra ở huyện Hóc Môn. Nhiều cây xanh ngã đổ đè nhà dân, gây hư hại tài sản, giao thông gặp khó khăn. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường như đường Song Hành, Nguyễn Ánh Thủ ngập sâu trong nước. Nước ngập hơn nửa bánh xe khiến nhiều người phải dẫn bộ. Nhiều người quay đầu tìm hướng đi khác. Không ít người chọn cách đẩy xe lên vỉa hè, ngồi chờ nước rút mới đi tiếp. Có ít nhất hai cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Ánh Thủ, đoạn qua xã Bà Điểm, bị cây xanh lớn bật gốc, ngã đè, gây hư hại. Nhiều xe máy để phía trước cửa hàng này cũng bị cây đè lên. Ngoài ra, cây ngã còn làm đứt các đường dây điện, gây mất điện nhà dân. Giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Hôm qua, đoàn tàu Metro số 1 đi Bến Thành Suối Tiên đã được vận hành chạy thử nội bộ trên đường ray W1 trong depot Long Bình tại thành phố Thủ Đức. Đây là sự kiện đánh dấu thêm một cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án. Đây là đoàn tàu đầu tiên chạy thử trong số 17 đoàn tàu được cập nhật từ Nhật Bản về thành phố Hồ Chí Minh sau gần 2 năm. Tàu được chạy thử trên đoạn ray dài 120m trong depot Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ 20 km/h so với vận tốc thiết kế 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn ngầm. Theo đánh giá của nhà thầu, quá trình thử nghiệm hệ thống hãm, sức kéo, màn hình vận hành và hệ thống cấp điện trên cao của tàu đều hoạt động ổn định. Việc cho chạy đoàn tàu đầu tiên là tiền đề giúp đẩy nhanh công tác thử nghiệm kỹ thuật 16 đoàn tàu tiếp theo thuộc dự án. Dự kiến cuối năm nay, chủ đầu tư phối hợp nhà thầu chuyển qua thử nghiệm trên đoạn từ depot Long Bình đến ga Suối Tiên, thành phố Thủ Đức. Sau đó, các tàu sẽ chạy thử trên toàn tuyến từ depot đến Bến Thành và đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2023. Súp uống vi chất Formilke Gold, hấp thu nhẹ bụng, bồi bổ cơ thể. Theo vũ trụ năng động Milo, thiết kế siêu ngầu cực xịn, săn thẻ chất lư, chơi vui bùng nổ. Tích thẻ đổi qua đỉnh từ vũ trụ năng động Milo. Mua Milo liền tay, tích thẻ đổi qua ngay. Chị Liên bị viêm đại tràng co thắt, đau quặn dữ dội bụng dưới, điểm đau di chuyển, bụng căng, đầy hơi, thi thoảng nổi cục cứng, đi ngoài khi rắn, khi lỏng. Chị uống thuốc đại tràng để điều trị và hạn chế bệnh tái phát. Anh Kiên bị viêm đại tràng mãn tính, đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, sôi bụng, đi ngoài nhiều lần buổi sáng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, dầu mỡ, đồ lạ là đi ngoài. Anh uống thuốc đại tràng, các triệu chứng đã hết và nay bệnh vẫn chưa tái phát. Thuốc đại tràng nhất trị viêm đại tràng co thắt, viêm đại tràng cấp mãn tính, làm hết đau bụng dưới, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, đầy bụng, sôi bụng, tiêu chảy, giúp hạn chế bệnh tái phát. Đọc hướng dẫn khi sử dụng. Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó giảm tiểu đêm, tiểu rắt, tiểu nhiều lần. Tiền liệt tuyến có ông sao rồi? Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Bạn bị đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, đau lan xuống bả vai, cánh tay, cẳng tay, bàn ngón tay, đau nhiều về đêm, trời lạnh, giơ tay, cúi, nghiêng, quay đầu càng đau. Bạn bị tê bì, châm chích, mất cảm giác nhất là ở ngón tay út, ngón thứ tư, bàn tay, cẳng tay, cánh tay, mất cảm giác ở ngón chân, bàn chân, cẳng chân, lan lên đùi mông làm mất ngủ. Đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay chủ yếu là do thiếu máu đến vai gáy, các chi nên hướng điều trị hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết tăng cường lưu thông máu. Thuốc hoạt huyết nhất tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, hoạt huyết nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu sau buổi trị, đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Slipperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
viêm khớp dạng thấp gây cứng, sưng, nóng, đau dữ dội các khớp, nhất là cổ tay, cổ chân, bàn ngón tay chân, thoái hóa khớp gối gây lục cục, đau cứng khớp, nhất là khi đứng lên, ngồi xuống, thoái hóa đốt sống cổ gây lạo xạo, đau cứng cổ gáy, vai, cánh tay, bàn tay, thoái hóa đốt sống lưng gây đau lưng âm ỉ hoặc từng cơn, đau thần kinh tọa, tê bại chân tay, đau khớp là bệnh mãn tính có thể gây biến dạng khớp tàn phế. Xương khớp nhất nhất tăng khí huyết thông kinh lạc, chỉ viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp gối, thoái hóa gai đôi cột sống, làm hết sưng đau cứng khớp, tê bại chân tay, hạn chế hiệu quả bệnh khớp tái phát. Xương khớp nhất nhất đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Trong đợt nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, dự báo sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục quá tải, lượng di chuyển dự báo sẽ đạt 120.000 lượt, trong khi taxi và xe công nghệ vẫn thiếu. Chiều qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có buổi kiểm tra, làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất và các đơn vị nhằm tìm biện pháp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chèo kéo, bắt khách sai quy định, đảm bảo đủ lượng xe taxi, xe hợp đồng, phục vụ người dân tại sân bay. Theo lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất, sản lượng khách dịp 2 tháng 9 dự kiến trung bình một ngày có khoảng 120.000 hành khách đi và đến, tăng 12% so với bình thường. Sân bay đã chủ động làm việc và có biên bản thống nhất về việc yêu cầu các hãng xe taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, điều động, bổ sung, sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết. Các cái phương án đã được đưa ra để làm sao sắp xếp và quản lý chặt chẽ các cái hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải công cộng tại khu vực này, để sắp xếp và tăng cường các tuyến xe buýt do Sở Giao thông Vận tải bố trí, rồi là quản lý cái đội ngũ người lái, tài xế văn minh lịch sự, rồi là đáp ứng đủ số lượng xe phục vụ. Sân bay cũng sẽ duy trì phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng, kiểm soát giao thông nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ trong và ngoài sân bay, đảm bảo an ninh trật tự ở cấp độ cao nhất. Giám sát, điều động các hãng taxi, xe hợp đồng, hướng dẫn khách đi đúng hướng phân làn mới, giảm thiểu chèo kéo, bắt khách sai quy định. Cương quyết những cái trường hợp đó là có hành vi chèo kéo hoặc là những cái xe là chạy không đúng hợp đồng hoặc là xe dù. Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các hãng bay công bố rộng rãi lịch bay chính xác, sản lượng cụ thể trong những ngày cao điểm để lực lượng chức năng có kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông từ xa, quyết liệt chấn chỉnh tình trạng xe dù, chèo kéo khách, tăng cường công tác tuyên truyền về các tuyến xe buýt trong sân bay. Trong khi đó, tại các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh hai ngày qua ghi nhận đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. Nhiều người dân đã mua vé xe về quê nghỉ lễ sớm để tránh ùn ứ cũng như tránh giá vé tăng sát ngày nghỉ. Theo dự báo từ bến xe miền Đông, lượng hành khách sẽ tăng khoảng 209% so với ngày thường và tăng 131% so với cùng kỳ năm 2020. Thì hôm nay là giá vé vẫn là 190 như mọi ngày, còn qua ngày mai và ngày mốt thì do là lễ và lượng khách đi về đông nên là giá vé sẽ tăng nhẹ lên tầm 250. Thì trước lễ để sắp xếp đi vô trước chứ đi trong dịp lễ thì chắc chắn là bị kẹt đông, rồi kẹt xe, rồi chậm trễ mọi thứ. Bến xe miền Đông dự đoán lượng hành khách sẽ tăng từ chiều tối 31 tháng 8 năm 2022, tập trung ở các tuyến có cự ly trung bình ngắn và các điểm du lịch như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu. Dự báo là tình hình số lượng khách sẽ tăng hơn so với mọi năm. Và về kê khai giá cước thì bến xe miền Đông khuyến khích các đơn vị là giữ nguyên giá, nhưng mà trong trường hợp các đơn vị tăng thì chỉ tăng ở mức từ 20 đến 40% tùy khu vực. Và thời gian tăng là từ ngày 31 tháng 8 đến ngày tháng 9. Ra đường thì cũng không có nồng độ cồn hay là cái gì mà chạy vi phạm một bất cứ cái gì cả. Cũng chạy tuân thủ theo cái dự dục lễ tháng 9 này. Thì năm nào cũng vậy mà lễ Tết thì khách đông mà anh. Dạ, nói chung là mình chỉ chờ đông, chờ đúng, chờ đủ thôi. Dạ, cũng tuân thủ theo kiểu của công an giao thông. Đại diện bến xe miền Đông cũng cho biết đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị tăng cường xe nếu xảy ra trường hợp khách tăng đột biến. Bên cạnh đó, bến xe miền Đông cũng phối hợp với các đơn vị chức năng để tăng cường kiểm tra các nhà xe, khu vực quanh bến xe để đảm bảo trật tự an toàn cho hành khách. Ngày 30 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân việc 8 người nước ngoài mang quốc tịch Myanmar trôi dạt trên biển. Trước đó, những người này được tàu Trump SW, quốc tịch Panama, cứu vớt và bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu nhận được thông báo từ đại lý công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Shipping and Forwarding, việc tàu Trump SW, quốc tịch Panama, hành trình từ Trung Quốc đi Indonesia, phát hiện có 8 người đang trôi dạt trên biển và ra tín hiệu cầu cứu. Ngay lập tức, thủy đoàn đã tiến hành cứu vớt 8 người bị nạn lên tàu, chăm sóc sức khỏe và sơ cứu y tế ban đầu cho các thuyền viên bị nạn. Có 8 người thì 7 người thì sức khỏe bình thường, một người thì bị thương ở chân bên mặt trái. Chúng tôi sơ cứu, băng bó và đưa vào trong phòng. Và hàng ngày thì anh em chúng tôi bố trí nước ăn, thức uống cho họ, quần áo, chăn, màn và đệm cho họ. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thời gian gần đây đã xảy ra liên tiếp hai vụ ngộ độc methanol nghiêm trọng sau khi uống rượu. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng rượu không đảm bảo an toàn dẫn đến ngộ độc rượu. Ghi nhận sau đây thực hiện tại Bến Tre, địa phương xảy ra một số vụ ngộ độc rượu đáng cảnh báo thời gian qua. Bị ngộ độc rượu có chứa methanol dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh Nguyễn Đăng Tuyển vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Di chứng do ngộ độc rượu khiến anh Tuyển bị mất thị lực hai mắt. Từ chỗ là trụ cột của gia đình và anh Tuyển không thấy đường đi, phải nghỉ làm để tiếp tục điều trị. Kinh tế gia đình vì thế mà trở nên khó khăn. Trước đó anh cùng 4 người khác uống hết gần 1,5 lít rượu. Do uống phải rượu giả nên cả 5 người bị ngộ độc methanol, trong đó có một người đã tử vong. Trước còn đi làm còn thu nhập gia đình, giờ hiện tại giờ em bị vậy, giờ đâu có làm được, tới gia đình cũng giờ không có ăn, lâu giờ em mốt đi học được. Ngoài các triệu chứng đau đầu nôn ói giống như là ngộ độc rượu thông thường, thì đối với người ngộ độc methanol nó nổi bật lên một triệu chứng, đó là mắt mờ, mắt sẽ mờ một cách đột ngột, mờ đồng đều cả hai bên. Triệu chứng thứ hai sẽ xuất hiện sau khi mắt mờ, sẽ xuất hiện đồng thời hoặc là sau đó triệu chứng về suy hô hấp, và cái suy hô hấp này diễn tiến rất là nhanh. Các bác sĩ khuyến cáo rượu không đảm bảo chất lượng có hàm lượng methanol cao vượt tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ngộ độc cấp tính, tổn thương tế bào, đặc biệt là mắt, não, gây mù và có thể dẫn đến tử vong. Uống rượu quá nhiều hoặc uống rượu không rõ nguồn gốc, lạm dụng rượu sẽ dễ gây ra ngộ độc rượu cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Thưa quý vị, vào thời điểm này, mặc dù việc tuyển sinh đại học đã diễn ra, thí sinh đã nộp hồ sơ và các trường đại học cũng đã chuẩn bị cho năm học mới. Thế nhưng tình trạng bị động, hồi hộp và lo lắng chính là tình trạng chung của các trường đại học khi có nhiều điểm mới trong khâu xét tuyển năm nay. Không chỉ thí sinh, phụ huynh mà các chuyên gia tuyển sinh cũng rất lo âu. Và sau đây là những ghi nhận ý kiến đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo các chuyên gia tuyển sinh, năm 2022 có điểm khác biệt lớn vì thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi biết kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này cũng vô hình chung khiến các trường đại học lo lắng khi số thí sinh và số nguyện vọng đăng ký vào trường không được biết chính xác, không thể dự đoán được số lượng thí sinh nhập học thực tế so với chỉ tiêu. Điều này cũng khiến các trường bị động trong khâu hướng dẫn, tư vấn, dễ dẫn đến tình trạng vỡ kế hoạch tuyển sinh của các trường. Cũng có nhiều cái về mặt kỹ thuật, tức là cái việc mà chúng ta xét tuyển kéo dài trong một khoảng thời gian, rồi quá trình lọc ảo tất cả các phương thức cũng gây khó khăn nhất định. Tuy nhiên cái mà các trường lo lắng, tức là cái việc dự đoán cái tỷ lệ ảo, theo như thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo thì năm nay cho rằng tỷ lệ ảo thấp. Tuy nhiên thì thấp bao nhiêu thì cái này cũng là cái khó đoán. So với mọi năm thì thông thường tỷ lệ nhập học vào trường chiếm khoảng 80%. Do đó thì quá trình gọi thí sinh trúng tuyển sẽ gọi vượt cái tỷ lệ này một xíu. Nhưng mà năm nay thì với cái tình hình thế này thì chưa biết sẽ gọi như nào. Hiện nay một số trường đại học đã có những chia sẻ về tình hình nguyện vọng của trường. Cũng có những đơn vị khá lạc quan khi chuẩn bị đầy đủ các phương án tiếp nhận thí sinh, chuẩn bị tinh thần cũng như nhân sự để đáp ứng thời gian nhập học chỉ diễn ra trong khoảng 2 tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Đồng thời các trường cũng xây dựng kế hoạch để nếu có thể thì sẽ tuyển sinh bổ sung để phù hợp với kế hoạch đào tạo của nhà trường. Trong suốt thời gian để đăng ký nguyện vọng bộ kéo dài đến một tháng, như vậy thì thí sinh sẽ có thời gian để cân nhắc, đắn đo rất kỹ cho quyết định của mình. Như vậy thì khi các em đã trúng tuyển vào các nguyện vọng mà các em ưu tiên vào các trường, các em sẽ có tính cam kết cao hơn cho quyết định đăng ký của mình. Chúng tôi cũng vẫn phải sẵn sàng
những cái phương án nếu mà chúng tôi xét tuyển chưa đủ đó, thì chúng tôi sẽ theo cái lịch trình của bộ là từ 1 tháng 10 thì bắt đầu xét tuyển bổ sung. Chúng ta vẫn phải lọc ảo, sau lọc ảo cho đến ngày 15 tháng 9 là kết thúc lọc ảo và chúng tôi sẽ coi lại cái số lượng và các bạn sẽ nhập học. Theo kế hoạch, các trường đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển, điểm chuẩn của các ngành trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Vì vậy, các thí sinh và phụ huynh cần theo dõi kỹ các thông tin tuyển sinh và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, đúng thời gian để nhập học. Sau quá trình này, các thí sinh trúng tuyển mới chính thức là tân sinh viên của năm học 2022-2023 sắp tới. E-book có thể do men răng mất đi khoáng chất. Dòng sản phẩm cho răng nhạy cảm Sensitive từ PS giúp tái tạo vùng răng nhạy cảm với tác động từ khoáng biến cân E-book thành cảm giác dễ chịu. Dòng sản phẩm cho răng nhạy cảm Sensitive từ PS mới Lazada 9 tháng 9 sale chính hãng chuẩn phong cách giảm đến 50%. Voucher tích lũy đến 800.000. Chốt đơn ngay. Sting với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi và vị dâu đặc trưng ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bực năng lượng sống bứt phá. Trong phần tiếp theo của chương trình, chủ xe máy dí theo trộm chồng bất lực. Người chủ thôi miên đàn chó bằng tiếng đàn guitar. Ngân Nga Việt Nam, MV quảng bá du lịch quốc gia. Mới đây, một chiếc ô tô đang đậu trước nhà thì bốc cháy ngùn ngụt trong tình trạng nắp xăng đã bị mở ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm rõ. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera ghi lại. Theo đó, chiếc xe Mazda 3 đậu trước nhà ở đường Đồng Sĩ Bình, phường Tân Thành bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã điều hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau ít phút, đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi. Tại hiện trường, nắp bình xăng bị mở, nghi có người đã đốt chiếc xe. Các địa điểm buôn bán, cửa hàng đông người ra vào rất dễ xảy ra trộm cắp. Chỉ cần thấy người dân sơ hở, kẻ gian sẽ lập tức ra tay. Trong tình huống sau, mặc dù lớn tuổi nhưng ông chú có đôi tay khá linh hoạt đã giở trò trộm cắp ngay trong cửa hàng đông người. Theo camera ghi lại, tại cửa hàng đông người ra vào ở Bình Thuận, người đàn ông lớn tuổi mặc áo đỏ vào mua đồ. Canh lúc mọi người không để ý, ông ta nhanh tay trộm điện thoại rồi giấu vào người. Thao tác khá thuần thục như dân chuyên nghiệp. Được biết, điện thoại trên là iPhone 11 của nhân viên cửa hàng. Chỉ vài giây bất cẩn, sau đó phát hiện kẻ trộm lấy xe của mình thì đã quá muộn. Đoạn clip sau ghi lại sự bất lực của khổ chủ khi chứng kiến chiếc xe biến mất. Tại một dãy trọ ở khu vực phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bên ngoài có nhiều xe đang dựng. Mọi người ở bên trong phòng không trông coi. Ngay sau đó, một đối tượng đã thản nhiên từ ngoài đi vào không một chút do dự. Đối tượng đã quay đầu xe chiếc Sirius mang biển kiểm soát 69M1-21146 rồi nhanh chóng nổ máy, leo lên xe chạy đi. Chủ xe lúc này từ bên trong phòng nghe tiếng xe phát hiện, cố gắng rượt chạy bộ theo nhưng đã quá trễ. Thưa quý vị, nhiều tài xế thường xuyên sử dụng đèn khẩn cấp trên xe ô tô giống như đèn ưu tiên rồi thản nhiên phóng nhanh vượt ẩu khiến nhiều người bức xúc. Thậm chí, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Tình huống tiếp theo là một ví dụ. Camera hành trình của một ô tô chạy cùng chiều đã ghi lại được diễn biến vụ tai nạn. Theo đó, chiếc xe 16 chỗ đang đi giữa đường thì bật đèn khẩn cấp, sau đó bất ngờ chuyển hướng rẽ phải và xô ngã hai xe máy. Clip cho thấy, sau khi hất ngã hai xe máy, có vẻ như tài xế xe 16 chỗ định bỏ chạy nhưng đã bị ngăn lại. Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người cho biết cũng thường xuyên gặp ô tô, đặc biệt là xe khách, sử dụng đèn khẩn cấp không đúng. Đây là Isabella Payne, cô bé 8 tuổi tới từ miền đông nước Anh.
Em đã có một trải nghiệm khó quên trong đời mình khi được trò chuyện trực tiếp với một phi hành gia đang ở trạm vũ trụ quốc tế ISS. Việc đối thoại đặc biệt này không ngờ lại diễn ra thông qua một hệ thống radio nghiệp dư do chính cha của Isabella lắp đặt. Cha của Isabella, ông Matthew Bain, 42 tuổi, theo đuổi đam mê với hệ thống radio nghiệp dư được 22 năm và muốn cho con gái mình một kỷ niệm đẹp. Theo ông, ISS có một đài phát thanh nghiệp dư được thiết lập để các phi hành gia trò chuyện với học sinh trên toàn cầu. Sau vài tuần thử liên lạc, ông Matthew đã thành công nhận được cuộc gọi từ một phi hành gia và ông lập tức trao cơ hội ấy cho con gái của mình. Isabella cho biết khi lớn lên, cô muốn trở thành một chuyên viên liên lạc của NASA. Thưa quý vị, không biết là quý vị đã bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục giao tiếp với người đã mất hay không? Nhờ sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể mô phỏng lại giọng nói, video và cách thức trò chuyện. Bây giờ con người có thể hỏi chuyện với những người đã mất khiến cho họ bất tử trên Internet. Bà Marina Smith, 87 tuổi, đã mất hồi tháng 6 năm nay. Nhưng một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo có tên là Story File Life do con trai của bà cùng với vợ phát triển đang cho phép người thân vẫn hỏi chuyện được với bà. Ngay tại lễ tang của bà, những người tham dự đã làm một số hỏi đáp với bà. Quy trình lập nên những đoạn video mà người đã mất trả lời câu hỏi như sau. Khi còn sống, người đó tự ghi những câu trả lời của mình cho những câu hỏi mà người đó muốn được hỏi, sau đó tải lên nền tảng Story File. Hiện tại thì bất kỳ ai cũng có thể tải lên các câu hỏi của mình với chi phí là $48, chỉ trả một lần để rồi tiếp tục trò chuyện với con cháu mãi mãi về sau. Và bây giờ là một đoạn video vui nhộn ghi lại hình ảnh một người chủ ở Bangkok, Thái Lan chơi đàn guitar phục vụ đàn chó của mình. Quý vị và các bạn đang chứng kiến anh Thachini Chantakosin đang chơi đàn guitar phục vụ đàn chó cưng của anh. Những chú chó bị mê hoặc bởi tiếng đàn, thậm chí có con chim trong giấc ngủ khi nghe tiếng đàn. Người chủ Thachini Chantakosin cho biết hầu như những con chó đều vui vẻ ngoại trừ một con được nuôi ngủ bởi âm nhạc. Tất cả đều trông rất dễ thương. Đề kháng yếu khiến con bỏ lỡ bài học hay, bệnh vặt ngăn con học hỏi những điều mới. Đã có Ruby với hàng tỷ chiến binh lợi khuẩn từ châu Âu giúp tăng đề kháng, chẳng lo bệnh vặt. Tớ đi học đều là nhờ Ruby đó. Vệ sĩ Ruby đề kháng mạnh mẽ, học hỏi không ngừng. Từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu mua từ Winma thì sạch rau sạch tươi ngon. Winma tay trồng tay chăm. Mẹ là đầu bếp thượng hạng. Siêu thị Winma và Winma cộng tươi ngon thượng hạng. Tôi thích sự nhanh gọn nên tôi chọn Sunlight với công nghệ xả bọt nhanh. Mốt gió, sạch nhanh, xả bọt nhanh. Việc nhà nhanh gọn vì tôi còn tất bật với nhà hàng của mình trên cả vẹn toàn. Sunlight. Khi có tuổi, sức khỏe cơ, xương khớp có nguy cơ giảm sút. Enlin nắm khỏe vàng mới với hệ dưỡng chất giúp mang lại 5 lợi ích cho hệ vận động, giúp bạn dẻo dai, khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống. Uống Enlin nắm khỏe vàng, dễ dàng vận động. Bé Quang Anh bị viêm amidan, sốt, mệt cổ họng, sưng đỏ, nuốt rất đau. Mẹ xịt xịt họng nhất nhất cho bé và chỉ sau 4 ngày amidan đã khỏi. Bị viêm họng hạt nên anh Tuấn thấy họng vướng, ngứa, khô rát và ho nhiều, nhất là vào buổi sáng. Anh xịt xịt họng liên tục và chỉ sau hơn 1 tháng các hạt viêm đã biến mất. Bác Ngân là tín đồ của xịt họng nhất nhất, bị ho, xịt, ngứa họng, xịt, đau rát họng, xịt trước khi đi ngủ, xịt, thay đổi thời tiết hay uống đồ lạnh, bác xịt để đề phòng viêm họng, ho. Xịt họng nhất nhất thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút, giảm nhanh viêm họng, viêm amidan cấp mãn tính. Hãy xịt ngay khi ngứa họng để ngăn chặn cơn ho. Lễ hội giảm giá, giải phóng hàng tồn, tiền mít giận lắm. Ông còn trước kia cũng tin dùng phong tê thấp bà dằn lắm đấy. Xoa bóp phong thấp bà dằn giúp làm giảm các triệu chứng phong thấp, đau nhức gân cơ khớp, đau mỏi vai gáy. Xoa bóp phong thấp bà dằn ấm áp tình thương, khớp xương khỏe mạnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rối loạn giấc ngủ rất đa dạng, không buồn ngủ, khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu, thức ngủ nhiều lần, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại thiếp đi, sáng dậy thiếu ngủ mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Rối loạn tiền đình gây chóng mặt, cảm giác quay cuồng, choáng váng, bồng bềnh, mất thăng bằng. Chóng mặt có thể xảy ra đột ngột khi ngồi dậy, đứng lên gây choáng váng, xây sẩm, đi đứng loạn choạng hoặc xuất hiện các cơn chóng mặt nhẹ dai dẳng mãn tính. Bạn bị đau đầu, đau nửa đầu, đau nhức đầu lâu ngày không khỏi, đau nhói có thể chỉ xoáy vào một điểm cố định như dùi đâm, đau có thể di chuyển giữa đỉnh đầu, trán, vùng mắt, thái dương, lan đến vùng chẩm, vai, gáy, đau tăng lên khi làm việc căng thẳng. Bạn bị suy giảm trí nhớ, chậm nhớ, chóng quên, thường xuyên quên những việc hàng ngày như ví tiền, khóa cửa. Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do thiếu máu lên não, nên hướng điều trị mới hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não.
thuốc hoạt huyết nhất nhất, tăng cường máu lên não, làm hết đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, làm hết đau mỏi vai gáy, tăng cường máu đến các chi, làm hết tê bì chân tay, hoạt huyết nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Đi học có gì vui mọi người ơi? Học riêng thì cũng chăm ngoan, học mà có bạn, niềm vui đông đầy. Ăn riêng thì cũng thơm ngon, ăn chung cả nhóm, giòn tan tiếng cười. Snack khoai tây lây, 100% khoai tây tươi cắt lát, giòn, ngon. Vui riêng sao bằng vui chung cùng lây. Cùng lây chung vui, thêm niềm vui chung. Viganam Tâm Bình hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe toàn thân, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, cải thiện triệu chứng mãn dục nam, giảm đau lưng mỏi gối và tiểu đêm do thận yếu. Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý. Năng lượng tích cực từ Red Bull thúc đẩy và truyền cảm hứng, đồng hành cùng bạn trên hành trình vượt thử thách. Red Bull, năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực. Có những vết bẩn thấm màu tự hào như bùn đất, mồ hôi và mùi hôi. Đó là lý do Omo luôn không ngừng cải tiến. Công nghệ bằng trắng kháng bẩn xanh tiên tiến giúp đánh bay vết bẩn, vết ố vàng và mùi hôi hiệu quả hơn. Nước giặt Omo Matic mới. Mới đây, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã kết hợp cùng nền tảng TikTok ra mắt chiến dịch có tên Ngân Nga Việt Nam. Chiến dịch kêu gọi người dùng cùng tìm hiểu về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, tôn vinh văn hóa và chia sẻ niềm tự hào dân tộc, từ đó góp phần quảng bá du lịch quốc gia. Trong khuôn khổ chiến dịch Ngân Nga Việt Nam, âm nhạc truyền thống đóng vai trò là cầu nối kết nối các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam. Cụ thể, TikTok phát hành video ca nhạc Ngân Nga Việt Nam sử dụng bản phối từ 3 làn điệu âm nhạc Quan Họ, Ca Huế và Cải Lương, được thực hiện bởi nhạc sĩ Ngô Hồng Quang. Cả lời nhạc và video ca nhạc còn có sự cố vấn về mặt chuyên môn từ hai chuyên gia âm nhạc truyền thống, nghệ sĩ đàn tranh, tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng và tiến sĩ Phạm Thuận Thảo. Bên cạnh đó, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, TikTok sẽ tổ chức cuộc thi đi muôn nơi cùng Ngân Nga Việt Nam nhằm kêu gọi người dùng yêu văn hóa và du lịch trên cả nước tham gia sáng tạo nội dung, giới thiệu về phong cảnh, văn hóa ẩm thực, lối sống của Việt Nam trên nền nhạc bài hát Ngân Nga Việt Nam. Mới đây, nhà thiết kế Phương Hồ đã giới thiệu phiên bản mới nhất của bộ sưu tập Cá chép hóa rồng đến công chúng. Show diễn được diễn ra tại cổng Đoan Môn, di tích lịch sử quốc gia Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Trong không gian cổ kính của khu di tích lịch sử văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, chương trình thời trang Cá chép hóa rồng đã mang lại những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật của các người mẫu trình diễn cũng như khán giả thưởng thức. Show diễn có sự tham gia của 55 người mẫu nổi bật. Cá chép hóa rồng là bộ sưu tập thành công nhất của Phương Ly trong năm 2022 nói riêng, cũng như là bộ sưu tập thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Từ một mẫu đầu tiên do Bella Vũ trình diễn tới nay, bộ sưu tập đã phát triển hơn 50 thiết kế cá tính ấn tượng. Thời gian gần đây, giới thời trang thường nhắc đến cá chép hóa rồng với nhiều dấu ấn để lại qua mỗi show diễn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện trưa 12 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, Hiếu Nghĩa và Thiên Đình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.